Hey yo, what's up? How's it going? Chào mừng mọi người đến với channel Us Banana. Mình là Chú đây. Hôm nay mình sẽ tiếp tục series My Rabbit Salmon tập 18. Ok, thì nãy giờ mình đã ở trong cái tòa tháp ma mà ở tập 17 lần trước nè. Mình đánh mấy cái con ma để mình thu thập linh hồn. Hiện tại mình thu thập gần đủ rồi. Full. Đủ rồi, chạy thôi. Đủ rồi, chạy. Chạy đâu? Ok, chạy. Thì hiện tại là mình thu thập đủ cái chỗ linh hồn rồi. Bây giờ mình sẽ qua cái chỗ chim băng mà tập 17 tụi mình đã tìm được á. Giờ mình sẽ nhét cái này vô cái lỗ này đúng không? Ủa anh giấu hả? Ừ. Ok, nhét đi. Bê bê qua anh nè, nhét vô không? Ừ, nhét đi. Đó, nhét vô nè. Đó, Raikou Expect đó. Một cái con chim băng xuất hiện. Ở nó kêu gì kìa? Phải đàn Master Ball đó đâu? Đó là bò 70 hả? Master Ball đâu? Để Master Ball Ball. Cho em bắt đi. Rồi mình sẽ bắt cái con chim băng này. Master Ball! Yes! Ok, there we go. Easy game. Không có easy đâu, ngồi đánh 375 cái linh hồn. Ok, đi giờ mình đã bắt được cái con chim băng ở bạn, cực kỳ kích thích luôn. Rồi chỗ này mình sẽ làm gì, đem về nhà được không? Đang đạp thử. Nhưng có vẻ là không. Có vẻ là không các bạn ơi. Mình đập cái này cứng như bedrock rồi. Để cheat lấy TNT đập thử. Phải cái cheat lấy TNT. Không, mình nghĩ là mình định đem cái này về nhà làm một cái công trình. Nhưng mà chắc là nó đập không được rồi. Cái này nhìn cũng đẹp nha. Đem về làm công trình là nhức nách luôn á các bạn. Con này làm gì vậy? Tắm. Đưa cho Buren làm, Buren thiết kế là rất là tuyệt vời luôn á. Ngu người. Thật là một fan ngu người. Ok, giờ mình đã thu phục được cái con chim băng rồi. Mình nghĩ là mình sẽ gọi ra coi cho các bạn coi. Show hàng ra. Đây, cái con chim băng người. Con này là cái con Achen nè. Các bạn kêu lên cấp là nhìn sẽ rất là bá đạo. Nhìn như con thằng lằn ấy. Vậy này. Đây mình sẽ gọi gan chim băng. Chim ơi chim. Ồ, một cái con chim ngu người. Chim này nhìn sao cái đuôi nó đuôi nó nhọn quắc rồi. Nhọn quắc rồi. Để nhìn cái mặt nó coi. Đứng lại. Sao nó chạy rồi, đứng lại. Ok, chụp hình. Đứng lại, bitch. Chụp hình rồi. Ha ha. Chụp hình được mày rồi con. Ngu người. Mình thì như mình đang ngồi trên con chim băng. Cái con chim băng nó gấp mình đi các bạn ơi, chứ không phải mình ngồi trên chim băng. Thật là ngu người. Ôi ngu người. Vãi. Tiếu quá vậy. Tiếu vậy. Nó gấp anh đi chứ không phải anh tưởng anh ngồi lên người nó. Mình đi khám phá thế gian rồi. Mình nhìn đây thấy đít con chim rồi. Đít thấy cái gì á. Đây lộ đít. Ủa sao con chim này bay chậm ơi? Bay chậm hơn con gọc của mình luôn á. Tại vì nó không được bay nhanh. Hi hi. Ê khoan. Có gì đó sai sai. Bay bằng Archen không? Xuống đi. Để mình lụm cái lợi cái máy của mình. Hình như cấu. Giết nó nè. Giết nó. Cho nó chết đi. Lava. Đúng rồi, chúng ta cần lava để mà mình thiêu sống nó. Thành chim thui. Bất giỡn đi ha. Chim băng mà đòi thiêu sống. Bờ ok vậy. Thì bây giờ mình nghĩ là tập này mình đã thu phục được chim băng rồi. Ok, tạm biệt các bạn và hẹn gặp các bạn vào tập sau. Có vụ đó nữa hả? Có. Mình nghĩ là mình nên tìm chỗ của con chim điện và con chim lửa. Có tìm bom. Bây giờ trong lúc anh đánh 375 con kia em tìm được chỗ chưa? Đắt tìm được chỗ nào hết. Ủa chim điện ở vùng đất nào quên rồi. Chim điện hả? Từ, hồi nãy em còn bật wiki không? Tắt hết ngựa hết rồi. Từ. Còn lịch sử. Trời ơi, tôi chơi tôi không bao giờ tắt lịch sử hết anh hiểu không? Tức là bro. Op. Bismon. Đấy. Bismon wiki. Chim lửa với chim băng ấy. Trời. Chim băng là ở vùng Spam Zapdos. Ở dùng tôi coi cho đây quên luôn ở dùng Savannah và Savannah M
and Savannah, and Savannah Bomi. Rồi what the heck? Cái chỗ này là chỗ gì vậy? Nhìn lạ vậy. Ok, anh sẽ tìm chim chim điện đúng không? Tìm chim lửa trước đi. Đây nè, là vùng của chim điện. Đây là vùng của chim Savannah hả? Savannah mình đi nhiều rồi mà. Nhưng mà nó không có, đó là vấn đề. Đây là chỗ của chim điện. Và goodbye, say goodbye. Chụp hình đấy, lát làm thumbnail. Ok, DB up banana. Từ từ các bạn, cho mình húp miếng ngũ cốc cái. Trời ơi, giờ sống và ngủ. Anh cũng vừa húp miếng ngũ cốc. Giờ sống từ ngũ cốc không à. Để cho bớt mập các bạn thấy không? Để cho mình đẹp trai, mình có gấu, mới có gấu mới heo chứ trời. Ồ, không phải là hơi cấu á. Tại vì không đủ thời gian ăn cơm nên uống ngũ cốc đợi quay clip cho bạn coi các bạn. Đúng rồi. Bạn thấy khổ chưa? Không kịp ăn cơm luôn. Tại bây giờ đúng giờ phải quay, đúng giờ ăn cơm với gia đình mình phải xin mình uống ngũ cốc mình quay clip thôi chứ bây giờ chịu thôi biết sao giờ. Chứ mà nếu mà không quay á là tí là không có quay clip được. Ra clip sẽ trễ, các bạn sẽ phàn nàn rồi các kiểu luôn. Các kiểu là điều. Nên phải tranh thủ quay. Chứ một tí là tụi mình bận rồi. Đứa này bận là phải chờ đứa kia. Chờ đúng đứa rồi. Kia, chờ đứa kia. Quay khi nào không? Cả đám bận hết luôn thì mới dám off một ngày thôi. Chứ không có dám gì à. Đứa này phải vì đứa kia. Mệt lắm. Tại vì bảo vì mình nên ăn một cốc, uống một cốc. Thôi giờ này ăn cơm rồi. Sống lậu đó mà. Ủa ra băng làm gì vậy? Không, anh đang đi gần sát sát thôi. Coi có gì không? Ta nằm ở giữa giữa, ông đi gần sát sát là sao? Samesa. Ờ sao mà đúng thật là mình toàn tìm thấy những cái chỗ gọi là ép không à. Không bao giờ tìm thấy được cái chỗ biomet rồi. Bla bla bla. Từ từ chắc thử anh Google, anh có giúp mình được gì không? À, bạn nào muốn xin mình seed thì đây cái seed của mình đây. -210725-2210. Đó bạn có thể thấy cái seed của mình đây. Oh my god. Hy vọng tìm cái chỗ spawn chim lửa. Ở biomed nó sẽ spam ra những cái con này như là Lyron, Metarod. Ủa mấy con này sao mà mấy con này nhìn không phải là lạ mà là nó hiếm vãi cả đìn ra luôn á. Nhìn này, má mắc hiếm luôn. Để sao tìm ra. Rồi, em đó là chỗ của M. Này chỗ của F thì spam ra được những cái con mà mình đã bắt rồi như Akron nè. Salam gì nè. Vãi đạn. Mấy con này. Vãi cả vãi đạn. Có con tên vãi đạn nè. Vãi đạn. Oh my god. Sao chúng ta lại gặp nhau? Chúng anh ta đi đường khác nhau mà. Anh đi ra biển không mở ra anh ơi. Đi ra thẳng qua đây luôn chứ ơi. Anh thẳng ra luôn là anh thấy được cái chỗ vùng đất khác ra chứ. Em cũng rất chứ nói nó vùng đất gì nữa. Vùng đất hứa. Hứa cái bùi ấy. Ocean. Mình sẽ tìm Deep Ocean. Để mình sẽ biển sâu à. Ừ, để mình tìm được con Lugia. Ê lộn, tìm được con Ocean. Tìm được con gì á, mình cũng rất biết nữa. Con gì ta? Con gì mà dưới biển á, mấy ông kêu bạn spam ra bữa tối á. Lugia. Lugia ra trên bờ má ơi. Cái con gì màu tím tím á, cái con đen đen màu xanh xanh á. Đất biết con gì luôn, bạn mô tả giỏi quá, chắc bạn học văn 10 điểm á. Em văn tại dưới dục bình á. Đó, nhìn là biết rồi. À, quên nghe nhờ. Một phát. Ê, Shiny Tech Tangle gì? Ở tọa độ 30. Mình... Nó ở đây, teleport qua đây. Còn 10, 15 lốc nữa, nó đâu? Nó con đây. Này hả? À? Nó đây nè. Ê, bắt nó thôi. Yeah, bắt nó thôi. Yeah, nó là Shiny. À, con chim băng mình à, con chim băng mình nghĩ là đánh nó một phát chết luôn nên mình đổi sang con khác đi. Đổi sang con gồng lộn này đi. Con này không thể nào cưỡi được, mình đang cần con Tituga để mà nó lên cấp phải không? À, mình nghĩ là đánh nó bằng chiêu thường đi. Ok.
Ok, từ từ mình sẽ hy vọng nó không chết. Chết nữa rồi. Lỡ cấp Salamander vào đây. Rayquaza vào đây rồi. Bây giờ mình sẽ ra cái chỗ spam kia, mình sẽ bút cái con Tetuga của mình lên cấp cái để mình đi khám phá tiếp. Cho Tetuga lên cấp 36 để nó tiến hóa cái. Ê, đừng chết. À, đừng chết. Bắt. Next spawn. Đây, dive spawn đâu. Đây. Còn đúng một cái bắt không được là xác định. À, quên nhờ, mình chết con nữa. Hồi nãy mình nở cấp để cho mình farm level cho con Rayquaza. Rồi, được rồi. Rồi, bắt bằng Ultra Ball đi. À, phiêu vai. Thunder, Ultra Thunder. Cái đẹp. Đẹp. Thu thập thêm một con Shiny. You can escape. Right spawn. Vô đi. Vô đi. Vô. Bụp. Ủa sao mấy cái skill của mình không phải là nó ta? Đẹp. Rồi. Chết mẹ con ngựa mẹ. Mày ở bụi. Ủa. Em để cho tối. Ừ, để cho tối. Để cho tối. Đêm cho tối đi. Run away. Ultra Ball vô đi gái, gái ơi, gái vô đi. Vô đi gái ơi. Ball. Ok, cái đẹp. Tu 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 tu. Rayquaza. Trời nó bay thẳng qua tường luôn. Ok, đã bắt được nó rồi. À, một cái con sứa. Con sứa này là màu xanh nhưng mà nó là shiny. Shiny nên con sứa này nó trở thành màu vàng rồi. Vậy? Ừ, sứa shiny. À, mình nghĩ là mình nên bơm máu cho Pokemon của mình. Ok, hành trình đi tiếp thôi bạn. À, mấy chỗ này mình chưa đi nào mà không biết cái hàng Zeroth nó đi chưa nữa. Vậy? Em cũng có biết em đi chưa hay không? Ôi! Em bị đứng. Ok, bình thường này. Con stream. Trời, cấp tí xíu mà. Cho bò vậy mày. Thiệt là hay kéo quá đi. Ôi, vãi đạn. Vãi đạn, vãi đạn, vãi đạn. Thiệt là vãi cả đạn. Bực. Để coi có chỗ nào đặc biệt không. Run, con của mình đang bị cháy à. Bắt. Cái này mấy bạn đánh mấy con bóng đèn á, nó cho bạn cái tốt. Trời ơi, mình tốt xài khoai không hết luôn, nó thật. Bay mấy cái nến này. Touch. Touch. Mình sẽ touch. Kiếm ở hồ nước. Mình sẽ tìm Deep Ocean. À, mình nghĩ là gọi ra cái con chim này đi. Từ từ rồi. Ok, bay đi chim. Bay đi chim. Bay đi chim. Bay đi chim. Chim. Bay lên chim. Bay. Chim. Hót đi chim. Hót đi chim. Shut up. Ok. Ok. Yeah. Ok, bây giờ sẽ tìm Deep Ocean. Deep. Deep ơi là chứ deep. Không phải tìm vô spawn chim lửa. Anh tìm đi. Nãy giờ tìm điều. Rồi. Làm biến tìm quá. Ôi cái hàng làm biến, cái hàng mắc ma lắm anh. Hàng này đi chơi tí đây. Chơi tí. Ấy, chỗ này. Ô vải đạn. Có cái khu bao bao hoang này. Đù. Mine shop à. Ừ, mine shop nhưng mà nó nằm ở trên bờ. Ê, nó nằm ở dưới biển sâu. Đang đuổi theo, đang tới đó test thử coi có gì hot không. Tí hồi ra cái trong hồn. Vãi bíp luôn. Ôi rồi. Gồng Mender. Cái địch. Làm đất gì còn Mender. Ê, bởi giờ mày nói. Ôi, cái địch. Ơ, à, còn dính lên cái này nữa. Cái đó, ok. Ok. Oh shit. Đạo phòng lộn đường rồi. Lầy vãi. Thôi, ao mẹ ra đây. Ok. Mình sẽ tới bên là đây. Ok. Spam con này. Đi thôi. Đi thôi con trai à. Deep này. Ok, mình sẽ... Mấy Pokemon gì vậy ta? Cam dầm dòng vô đây ha. Tìm con kia. Ôi con này con gì nhìn đẹp vậy. Ê stop. Stop please. Stop.
Có đây có gì thôi cài xây đồ vô, mình phải đi, mình phải dòm coi có con Pokemon gì ở dưới đây không. Trời tối thật là khó khăn quá đi mà. Ok, spam lại con này thôi. Ok. Yeah, bắt được con đó rồi, phải đạt 20% rồi. Ô, mình bắt được 20% con Pokemon rồi. Phải, chưa được 100% thôi. Còn lâu lắm, hết series. Hết series mình sẽ bắt được 100%. Phải biết thì hư cấu à. À, vậy là mình sẽ được series này quay gần được 20 tập rồi. Yeah. Quay thêm tới tập 100 thì sẽ bắt đủ thôi. Vãi. Ừ. Vãi pip ạ. À, chú rất ít khi quay series mà mỗi khi quay là phải cho nó dài dài một tí. Chơi phải chơi hết chứ, chơi đang giữa chừng chưa được gì á, bỏ. Buồn lắm. God, buồn lắm cơ. Tại sao? Tại sao? Trời sao biển gì tối thui vậy trời, biển không có trời sáng vậy đó. Đừng có chỉnh trời sáng nha. Không biết. Đừng có chỉnh trời sáng để mà con mấy con quái vật biển nó ra. Quái vật biển. Quái vật biển. Quái vật biển ơi, xuất hiện đi. Cái con gì kìa? Con Trim. Con Trim, à, con đó hình như mình có rồi, con cá voi mà chưa tiến hóa. Cá voi mà chưa. À, cái đó có rồi. Chen lại không? Trade. Tiếng Anh như tiếng Pháp đi. Chen chen. Em nói tiếng Anh như tiếng Việt Nam đi. Oh my god. Bây giờ mình bỏ qua mấy con thời cổ đại luôn. Thời cổ đại giờ có quá trời. Như con ngựa nó có. Như con ngựa nó. Đi con sứa bình thường rồi bạn. Không, mình có con sứa shiny rồi. À, chim, chim ơi, sao mày thả tao xuống đây? Thôi tao thu mày vô đi. Tối quá, hang dưới biển. Trời ơi, biển ơi. Bảo sống lội quá, bảo không cho mình chỉnh trời sáng. Ép mà chỉnh trời sáng, đời mà. Chỉnh trời sáng sao bắt được Pokemon điện thoại hả? Hả? Thư cấu vậy? Mình hy vọng mình sẽ không giết nó. Tại vì... Ờ... À, chiếc... Trời ơi, nó ra giùm hộ mình một cái đi. Đang đi phải cắm đuốc nè, nhìn vô con mắt nè. Vậy cũng lòi mắt luôn. Rồi, từ từ mình sẽ check xem. Ờ, mình đã bay hết xong cái này rồi nha. Nó vẫn không có cái gì bạn à. Nguyên hòn đảo này không có cái gì, nó chỉ là cái đảo thôi. Hòn đảo không có, không có cái đảo chứ cái gì. Ấy là mới giờ nó tưởng là một vùng đất nó dài, ai ngờ nó chỉ là cái đảo thôi. Em cũng chỉ là con gái thôi, mình sẽ tê bê qua chỗ khác. Em ok. Con gì? Buồn là không, vui là cười. Ok, từ tê bê khám phá vùng đất mới. Là con gái thôi. Shut up đi bảo. Ôi mình sáng dậy mình đi vòng mình chơi cũng được nữa. Ôi, chỗ này sâu phết. Chơi. Mình đi vòng vòng mình sẽ kiếm, ngoài việc tìm kiếm ra mình kiếm những cái hòn đảo mới nữa. Bằng cách đi đường biển chứ không bao giờ đi đường hàng không nữa anh em hiểu không? Đấy. Ở dưới đây nó có con bạch tuộc kìa. Vãi lũ đạn. Ê, yếu lại nào. Mình nghĩ là mình đang bơi ra đây. Bơi ra biển này. Mày ơi, chết con ngựa mày rồi. Ao, ao, ao. Ok, mình đẹp, đang lót từ trên chi rơi xuống hả? Bài đàn, ao, ao, ao. À, tại sao? Tại sao chim mày bơi, mày mỗi cánh, mày nói tao một tiếng, tại sao mày thả tao? Hả, à, mày, tại con dạ. Chim. Biết sao cái đồ con chim. Cái đồ con chim, thôi anh sẽ tê bê qua chỗ hàng bảo. Đang dưới biển mà, anh Niên. Ủa, em đang dưới biển hả? À, nhắc cái vụ dưới biển mới nhớ. Ê, anh gần chết rồi. À, có bạn nói mình á là anh nên chế tạo một bộ đồ từ đá Waterstone thì phải, thì anh sẽ được thở dưới nước thì phải. Đu. Nhưng mà có thở dưới nước á. Có. Waterstone á là từ chính cái cục gì biến thành một cục á, cái địch anh bị điên à. Thì anh đó,
từ chính cái cục nhỏ thành một cục stone, mà một cái bộ đồ á thì cần phải mấy chục cục stone. Đang tìm, đang hồi, đang coi cách ráp, nó có cách ráp gì không vậy? Rồi, đang chào. Có, anh thấy á là có bộ đồ đó nhưng mà anh không biết bộ đồ đó có chưa có công dụng như bạn nói hay không, thì mình chưa wiki. À, mình biết là có bộ đồ đó. Wiki crafting. Nhưng mà cái nguyên liệu nó hơi bị thốn. Ừ, nó thốn thật chứ. Mà mình nghĩ là đủ nguyên liệu đó thì mình nên cho bi cho mấy con Pokemon mình ăn thì nó có mệnh mạnh hơn. Có bộ đồ rồi, mình lấy mình cheat, mình cheat ra mình game thử được không ta? Chơi chơi cheat. Chơi cheat trời. Ai nhưng mà niên chuối đâu, cheat hoài. Tôi cheat hả nào? Bực công. Ờ bà, gián tiếp cheat à. Gián tiếp cheat hả nào? Rồi, thôi mình lấy con rồng mình đi cho rồi, mình lấy con rồng lộn của mình. Cái con mà đạo phụ mình thích vãi cái liền ra luôn đấy, cái con màu đỏ. Rồi, sẽ cắm ở vòng vòng đâu đây. Ok. Rồng đỏ ơi, yên hồn. Rồi, cái gì nữa? Sao đi thằng sến đầu đỏ là thằng nào? Thằng sến đầu đỏ là thằng cò. Điền cò. Đạn. Cái gì con cò ở đây nữa? Thằng cò ở VM Facebook. Tắt. Anh cho mà nói chuyện với tao. Tầm mơ. Đấy, con rồng lộn rồi. Raikou. Ok, anh thổ đi vòng vòng đi đường biển nha, vui vui tí. Ai chơi. Ê, ai? Có quả bóng lộn. Được cái gì cơ? Everstone. Lộn thêm Everstone. Này nữa đi coi được. Holy à, antidote. Cái này đất biết luôn, hình như cho Pokemon ăn. Đi vòng vòng cũng lụm được đồ. Vãi, đi coi bằng con rồng mình thấy nó sáng sáng hơn là đi bằng con gì ta? I don't know, whatever. Nó con gì ấy. Ủa nhưng mà ở đây rất là nhiều stone các bạn ạ. Các bạn có thể lấy stone hết từ đây, các bạn về nhà bạn chế được bộ đồ á. Nhưng mà thôi làm biến quá. Đời đời làm biến. Đời đời là mình chế làm biến chứ. Kitoga. Đi nó em ơi. Ê, con rồng, sao không lên cửa được, cái địch. Đâu rồi? Con rồng lộn này nó bự quá các bạn. Ok. Ê, con rồng của mình nó bị chìm á. Ờ, mình sẽ lấy lại cái con. Con rồng. Ê, nó rồi. Buồn là không, buồn là cười. Ủa, mình có hai con luôn hả? Bảy đạn. Ok, mình nghĩ là mình có được con rồng rồi, giờ mình sẽ tắt xây được. nên vậy, mình nên muốn, vậy. Nên vậy. Mình muốn bắt một số con Pokemon dưới biển, mà dưới xây đời thì dưới biển khó nhìn quá. Gặp thanh niên dưới lại okay. Hư cấu quá. Mình tắt xây đời để mình bắt một số con Pokemon ở dưới đây. Ôi chết bà, quăng lộn. Ôi chết con. Quán lộn rồi. Lên. Ngon stream. Cái này sẽ nhìn rõ hơn. Mặc dù đi với con kia mình sẽ thấy rõ hơn. Ấy, ồ what? Really cơ. Càng ngày ở dưới biển nó sẽ càng tối bãi đạn chứ. Bãi đạn. Bãi đạn. Sao có mấy cái này mình thấy Sida quá. Ok, chỉnh góc nhìn thứ này đi. Ôi, chui cũng chỉ là con trai thôi. Buồn là không. Hay. Ủa tụi nó đã hết rồi. No. Ok. Ôi, tập này mà bắt chim bang ra ngồi kiếm mấy con dưới đây hơi bị phê đây. Bạn nào mà vô được cái seed mà anh chuối đưa á, từ mình sẽ cho các bạn xem cái seed đấy, +21072252210 ấy, tìm được mấy cái chỗ của mấy con đó nhớ BM fanpage giùm cái nha. Ok, cái con này mình hình như mình chưa bắt. Bắt làm chi? Mình sẽ cho nó một cái chiêu rất là nhẹ nhàng, không biết nó có chết hay không. Chết rồi. Hồi nãy thấy con mực nhưng mà không kịp bắt, buồn vãi đạn.
Nó chưa chết bạn ơi, mừng quá, mừng cho nó quá. Ok, nó ở dưới biển, mình cũng hết Pokemon rồi, mình sẽ bắt bằng cái gì đây? Mình sẽ bắt bằng còn có 23 quả thôi rage nha. Bone. Rage. 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 Chứ phải là gay. Rage. Ông qua Skype nghe chị gay á chứ. Rage. 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 Great. Tiếng cho rú. Muốn cái gì hả? What do you mean? Sẵn mình đi, mình thấy cái con Pokemon nào mình chưa bắt thì mình cứ gặp nó mà mình xúc nó thôi. Tao xạo các bạn nện nó chứ không xúc nó. Im anh kia. Ở đây là cái giờ nhà muốn dạy solo không? Thôi ông chơi ông lấy huyền thoại ra thì ông chơi không? Solo thôi, không? Mấy bác con chim lửa xào xạo hoài. Giỏi bước ra solo. Thôi bác có chim lửa không nói. Anh bắt chim lửa nè, anh bắt chim băng mà. Ấy lộn. Ừ câu. Ok. Mãi giờ quay được có chút xíu mà nó không nhớ là mình bắt con chim gì luôn. Thấy sống lỗi chưa? Mày nhớ là chim là được rồi. Cái ông bắt chim. Ông bắt con chim tôi nói ông bắt. Ủa ngộ vậy sao anh? Gì? Anh gì? Khoan từ từ. Con rồng mình đâu rồi? Rồi xin lỗi nữa. Mất rồng mất bạc anh không để cho em được. Khùng. Mình phải chỉnh trời tối, mình vẫn quên, cứ hay chơi trời sáng là sao nhỉ? Mới chơi trời tối. Ô nó rồi ta. Mình lướt, đây, nó mình đây. Lướt, mình lướt. Mình sẽ dành một cái thời gian rảnh rảnh nào đó, mình sẽ ngồi mình đào với cái này chứ. Trời ơi, làm chứ. Này nọ quá, khó chịu lắm. Ok, mình đã leo lên người nó rồi. Ok. Con nào ơi, con nào huyền thoại đó xuất hiện giùm con. Oh, what the hell. Mình sẽ coi. Anh phát hiện ra một cái Atlantic nè. À trời ơi, biển chứ Atlantic chơi không? No, no way. Chơi Atlantic chơi chán lắm rồi. Atlantic này có gì trời? Tìm hoài. À có một cái cục đá nè, nhà mình không có cái thuốc nhìn dưới đáy biển. Nó rất là tối các bạn à. Thôi mấy cái đá này thì đụm nó cũng không có tác dụng gì á. Kệ bỏ nó đi. Ủa sao cứ quăng mà mình cứ bị hút lại thế nhờ. Trời xem nào. Atlantic. Mình bỏ đó luôn. Mình sẽ kiếm con Pokemon huyền thoại. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển qua một cái con sứa shiny này. Mình đánh với con này. Như này là phải không? Nó sứa bình thường hả? Khó nhỉ nó ơi. Nó sứa bình thường. Ở đây có những con Magikarp. Ôi trời tối khó nhìn quá, còn dưới biển nữa chứ. Oh my god. OMG. Mình đang đi với tốc độ bàn thờ. Các bạn thấy mình đang đi tốc độ bàn thờ. Con Tatoga của mình nè. Hi hi. Ok, giờ mày sẽ xuống đây. Xuống đây. Dí nó. Đẹp thôi. Ở dưới đây hình như có mấy con sứa tiêu tiến hóa hay phải. Thôi mà nó sẽ đi vòng vòng tiếp. Đậu vỏ. Bắt những con sứa chưa tiến hóa đó đi. Oh my god. Lấy có thông báo Mewtwo xuất hiện. Trời ơi. Nice. What the heck. Hỏi cho con sứa mình bay lên trời luôn kìa, hơi cấu vậy. Ôi trời, đuối cái người mình nhất quá. Ủa con rồng á, anh lỡ lặn ở trên mặt nước rồi làm sao cho nó xuống à biết anh rồi. Anh thả lỏng, thả máy tính ra, nó tự xuống rồi, đừng có bấm nút chạy.
Em cũng chỉ là con trai thôi. Em mời đi bên cái kế mà. Anh thấy nó đâu có chịu xuống đâu. Anh thả từ từ, cắm đầu xuống thì anh thả, đừng có di chuyển nó tự xuống mà. Mà em đi với con... Nó không chịu xuống luôn. Rồi con rồng của anh nó hư cấu rồi. Con rồng đúng là con rồng lộn. Rồng lộn hư cấu quá. Mà anh thấy nó bơi trên biển. Trời ơi, dưới biển lặn luôn biển. Sau tập này chắc mấy bạn không nhìn thấy được cái gì luôn á, mình toàn nằm xuống biển không à. Tại vì có cái hàng sóng lỗi kêu xuống biển. Xuống biển bắt điện thoại. Đúng mà. Ừ thì huyền thoại. Mấy anh niên kêu cái tầm tối tối khuya khuya là nó chuẩn bị có con huyền thoại nó tự xuất hiện. Con nó tên tự nó sẽ tự xuất hiện. Tự xuất hiện nhưng mà ở đâu mà ra tự xuất hiện này. Nhưng mà nó cái đều là không biết nó nằm ở chỗ nào thôi. Anh cứ nói là anh cứ cam mấy giây đi để tự xuất hiện thôi. Đầu phòng nó cam bây giờ. Ôi trời ơi, cuộc đời sang bác Pokeball nó khó vậy trời. Con rồng của mình hả? Con rồng của mình đây nè các bạn. Nó đang chìm. Chìm. Oh, mình cũng đang chìm theo nó. Lên, leo lên lưng nó. Yeah. Tiếp tục nào. Boom. 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 Có thấy cái con huyền thoại nào đâu, có ngày xuống chứng biển rồi. Ở dưới biển có lava luôn hả, hư cấu rồi. Con này con Pokemon gì đây? À con cá mập gì nè. Bắt con cá mập đó. Cá mập là tiền sử. Có vụ cá mập là tiền sử nữa hả? Trời ơi, mấy con sinh vật là tiền sử mới do tiền là từ cái con cá gì mà ai biết đâu. Oh my god, mình cũng muốn bắt con này nữa. Nhưng mà tại sao mình không có nào xuống dưới nữa đó. Dưới theo. Ok, bắt rồi. Đụng mặt nó rồi, mình sẽ chơi cái chiêu nào. Poison Zap cho nó trúng độc đi. Ấy đừng chết. Trúng độc thôi đừng chết. Ok mình sẽ xài Ultra Ball. Ultra Ball. Con cá mập lên. Này mình chưa bắt. Deep Ball anh xài hết rồi. Rồi đi xong lỗi nữa. Ê con gì đẹp vãi cái linh hồn luôn. Em biết là anh là cái hàng phá rồi. Bắt xong là không có được cưỡi nó. Không có cưỡi con rồng nữa, mỗi lần bắt là phải đi trên biển nha. Sống lỗi quá. Cái đậu vào. Mỗi lần leo vô con này là... Thôi dẹp ngựa luôn đi. Đi bắt luôn. Ok, mình nghĩ là mình teleport qua đây. Mình sẽ đặt ra cái máy để coi nãy giờ bắt được vài con. Bắt được nhiêu con rồi. Ok, đây là nãy bắt được con cá mập này, con ma thù này nè. Ủa Pokemon qua trang máy rồi. Qua trang 2. Đâu, mới qua trang 2 hả? Đây là những con Pokemon hệ nước của mình. Chú sống lỗi quá con. Dịch bối rối, ồ cũng nhiều rồi đó. Chuối. À, ở dưới đây là những cái con Pokemon huyền thoại. Ấy lộn quên, những cái con hệ tiền sử của mình. Ủa chuối. Mà mình chưa cho nó tiến hóa. Chuối. Hả? Mới qua trang 2 hả? Ừ. Chị ra bye. Kệ tôi. Tôi không có thời gian tôi chơi. Xào đi. Ông ngộn chơi với quỷ. Lộn. Đánh lộn không? Thôi. Ở đâu quánh lộn. Lớn lớn gà đầu quánh lộn. Trời. Cảnh ra đây solo. Trời ơi nó nhỉ. Ra đây solo. Thôi không chơi siêu nhi. Tự nhi. Thằng sụt nhi. Charmander ơi làm ơn. Charmander. Where are you now? I'm fade away. Ủa thì nó có cái torch nằm đây nhờ. What the heck. Chỗ này hàng nào đi rồi. The heck. Oh my god. Oh my god. OMG. Tập này tìm mấy con hiện tại mà sao khó vậy ta. Dễ vậy đâu cơ. Đâu tới lượt em đâu bảo. Dễ làm như dễ ăn của ngoài lắm vậy. Ok, rồng lộn xuất hiện. Đi, đi thôi. I'm fade away. Bam. Hey, stop please. Stop. Martin. Mata.
Đi nào, đi nào, đi nào, đi bảo nào. Bảo là một cái hàng phế vật. Ở nhà mình vẫn còn cái cục này thôi, mình sẽ tiếp tục đào thêm lúc này. Ủa sao cái Mesa này nhỏ quá ta? Rồi, mới tìm được Mesa mới hả? Không. Đi hết cái Mesa nhỏ này rồi vẫn chưa tìm được. Phải đi tìm Mesa mới thôi, đi ra đại dương thôi. Đúng rồi, phải đi ra đại dương tìm Mesa mới. Mesa mới. Thôi mà đó mình sẽ chờ cho nó bay luôn, không còn chậm chậm vãi thôi. Ôi chim lừa ơi, mày ở đâu? À, hình như mình nhớ là đọc truyện có một cái gì đó mà thôi nghỉ luôn đi. Cuộc động đất á nên triệu hồi ra chim ba con chim á. Triệu hồi ba con chim. Wow. Của cái đội rocket á nó làm gì mà triệu hồi được ba con chim á bạn? Wow. Hay vậy. Coi phim đi. Coi phim đọc truyện để biết liền gì. Đọc là nó dài quá, 800+ rồi. À, bình thường mà. Ok rồi. Thì cái tập này mình nghĩ chắc cũng đã dài rồi mà mình chỉ bắt được cái con chim băng thôi. Cho anh tí mình sẽ ngồi chơi để mình khám phá coi có vùng đất mới nào để cái chỗ nào spawn ra chim lửa không hoặc chim điện gì đó. Ok thì cảm ơn các bạn đã theo dõi các bạn đã này. Xem và bye bye. À, quên, nếu các bạn thích hẹn gì để lại một like, một share để ủng hộ cho tụi mình thì tụi mình sẽ quay clip liên tục để cho các bạn coi. Ngoài ra thì bạn nào muốn donate thì cứ liên hệ cái phần bấm vào phần description hoặc là liên hệ cái Facebook của mình. Facebook tên là Vũ Phạm để donate ủng hộ cho tụi mình. Ok, xin chào, hẹn gặp lại, see you and bye bye.